chào tất cả các anh chị em trôn lơ. Hai tuần nghỉ Tết trong vánh và một mùa Valentine ướt át đã trôi qua. Học sinh đi học, người lớn đi làm, thanh niên lên đường đi nghĩa vụ. Và bản tin trôn của trôi bóng đá đã kịp trở lại để phục vụ tất cả các anh chị em. Mở đầu sẽ là những thông tin đến từ xứ sở sương mù. Trận đại chiến giữa hai ứng viên vô địch Premier League là Leicester và Arsenal chắc chắn là nóng bỏng nhất. Nhưng chú cáo vẫn vậy, vẫn âm thầm rình mồi, chờ con mồi sơ hở để tung ra cú cắn quyết định. Nhưng quá nhọ cho anh em nhà cáo Leicester khi đối thủ của họ lần này không phải là những đội làng nhàng mà là ứng viên vô địch Arsenal. Hai khẩu trọng pháo họ tung vào sân từ băng ghế dự bị là Walcott và King Webeck đã thay nhau hạ sát bầy cáo, giúp Arsenal giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Emirates. Những tin đồn về việc Mourinho sẽ tiếp quản ghế nóng của Man U vào mùa giải năm sau có lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Wengan là mấy. Ông vẫn không có một chút biến chuyển gì từ lối chơi, tinh thần thi đấu cho đến dáng ngồi trên ghế chỉ đạo. Khi Quỷ Đỏ không còn oai hùng như xưa mà đã chuyển sang bán thuốc nhuộm và thuốc ngủ, thì việc bị mèo đen quấy phá và cào cho 20 nhát là điều nhiều người đã dự đoán được từ lâu. 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu, nhưng với Liverpool và Chelsea, họ coi đó là ngày lễ tình dục thì đúng hơn. Đi chơi về gấu, sau đó mượn cớ vào nhà nghỉ để đi ỉa, hứa là ỉa xong sẽ về, nhưng không. Chuyện gì xảy ra sau đó chúng ta đều đã biết. Chelsea vui vẻ với Newcastle 5 shot và bị gỡ lại 1 shot. Liverpool thì sảng khoái hơn khi 90 phút được lên đỉnh 6 lần. Qua là một mùa Valentine ướt át với các cầu thủ Chelsea và Liverpool. Và dường như ông trời có mắt, kẻ háo sắc Chelsea đã bị trừng phạt ngay sau đó bởi soái ca PSG. Thắng lợi 2-1 trên sân nhà, tuy chưa phải là quá lợi thế khi Chelsea đã có một bàn làm vốn trước trận lượt về, nhưng soái ca PSG vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Trật tự vẫn được giữ nghiêm và kẻ xấu vẫn phải đền tội. Messi, Suarez cùng Barcelona đã có một tuần được báo chí ca ngợi lên mây. 30 trận bất bại là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Pha phối hợp đá pen của Messi và Suarez có thể nói đã đưa khán giả đến cảm giác tột cùng của phấn khích. Bộ ba Messi, Neymar, Suarez, họ như ba người anh em trong một gia đình vậy. Đội nào gặp phải Barca ở thời điểm này chắc chỉ biết than trời hỏi tại sao số mình quá đen mà thôi. Mọi người nói, cứ nói. Mọi người chửi, cho họ chửi. Ông già vừa bước qua tuổi 31 vẫn cứ quẩy nhiệt tình mặc kệ điều tiếng dư luận. Hai bàn thắng và một kiến tạo của Ronaldo trong trận đấu vừa qua giúp Real thu hẹp khoảng cách điểm với Barca dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Cơ hội vô địch là vẫn còn cho Real nếu họ cứ thi đấu hết mình như tinh thần của Ronaldo và chờ đợi cho Barca sẩy chân. Welbeck, Welbeck, King Welbeck, Super Welbeck, Welbeck thần thánh. Anh chính là nhân vật hot nhất của chơi bóng đá tuần này. Daniel Welbeck sinh ngày 26 tháng 11 năm 1990 là tiền đạo mang quốc tịch Anh lai dòng máu Ghana. Chính bởi vậy mà anh sở hữu vẻ phong trần hoang dại của một chàng trai châu Phi kết hợp với sự lịch thiệp và hào hoa của một chàng trai châu Âu. Chơi cho đội trẻ Manchester, sau đó được đôn lên đội 1, nơi tên tuổi anh cũng dần được khai phá từ đó. Cú lốp bóng thần thánh của anh như mầm bóng trong nơi ơ tập bắt trong trận đấu với Bayern Munich ở Champions League mùa giải 2013-2014 đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Welbeck đã hiên ngang sải bước vào ngôi đền con huyền thoại trôn sau pha bóng đó. Mùa giải 2014-2015, anh đầu quân cho Arsenal trong sự tiếc nuối của các fan Quỷ Đỏ và sự ngờ vực của các pháo thủ. Là tiền đạo trẻ hàng đầu nước Anh nhưng lại mang trên vai trọng trách duy trì mạch gỗ truyền thống của Arsenal, nên Welbeck rất khó xử khi đảm nhận một lúc cả hai công việc trên. Những chấn thương dai dẳng đeo bám anh cũng không làm anh nản chí. Pha chạm đầu tinh tế làm tung lưới Leicester mới đây làm nói lên khí chất thần thánh của anh, biết ghi bàn đúng thời điểm để làm các fan hâm mộ vỡ òa. Sự trở lại đầy ấn tượng của King Webeck báo hiệu một mùa giải cạnh tranh danh hiệu của bóng chôn vô cùng máu lửa và nóng bỏng đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.